Dạ vâng, hello, chào tất cả anh chị và con cô bác buổi chiều nha. Chiều hôm nay thì mình sẽ lên sóng cho anh em mình mà cập nhật một số mẫu và những cái dòng xe mà em đang có nhu cầu và em đang muốn bán giảm giá cho anh em mình nha. Ở đây là ngày 2 tháng 11, đó là những ngày đầu tháng. Hôm nay thì rất là vui được nhiều anh em về đây ủng hộ được mấy em xe. Hôm nay bán được 3 em xe, rất là vui anh em nha. Đó, và được cùng hợp tác với anh ca nhạc sĩ. Nói vô vui thôi. Đấy, ca sĩ rất là dễ thương đấy, chứ là Tony Móm đó và Thánh Lạc Trôi ha. Thì hai người này là cùng với em và là hai người anh của em rất là thân anh em nha. Thì hôm nay hai anh em mình hợp tác và ra một bộ MV ca nhạc anh em nha. Đó, nhưng mà tranh thủ thời gian này sẽ ra quay cho anh em mình xem một số mẫu xe. Đó. Thì xe đầu tiên muốn quay cho anh em mình là xe Honda i10 đời 2012 rất là đẹp, 155 triệu, cực kỳ mới và đẹp, xe nhập anh chị nha. Fortuner 303 trong clip này giảm cho anh em mình 5 triệu nha. Đời 2011 tự động 2011 325 triệu. CT 315 triệu tự động mẫu 215, xe cực kỳ đẹp và mới luôn. Số tự động anh chị nha, 315 triệu. Innova để này 200 triệu, bản G đời 2007 bên mình Innova G nhiều lắm anh chị nha. Anh chị qua lựa lái thử nha. Để cho này mình xe này là 200 triệu bản G. Cờ lưu số tự động 2015 để cho này mình xe này 280 triệu số tự động anh chị lưu ý nha. Chạy 80.000 nguyên zin anh chị nha. Ở đây có con Camry đời 2007 bản Mỹ, bản Việt anh chị, Camry 2007 Việt Nam 2.4 số tự động full đồ chơi. Để này mình 310 triệu. Ở trong đây có Cibac và Morning. Cibac 2011 ở 2013 để cho anh em mình bản đủ nha, có túi khí. Có ABS để cho anh em mình xe này 148 triệu. Và một Morning màu vàng để cho anh em mình đời 2016 để anh em mình 165 triệu. Ở đây thì có Highlander 7 chỗ tự động và Cabriolet Cibac Captiva tự động anh chị nha. Highlander số tự động máy dầu đời 2005 chục vô bánh treo để cho anh em mình xe này 185 triệu. Đó. Rồi kế đây thì có con xe Captiva đời 2007 số tự động để cho anh em mình 195 triệu. Anh em qua lựa chạy thử lái thử nha, nhiều lắm anh em ơi. Ở đây có Laser 79 triệu, có Innova 165 triệu. Đó, mấy anh làm hồ bị dân hồ rồi thôi chứ không sao nha anh chị nha, rửa là mới tin rồi nha. Đó, anh chị mình qua lựa nha, rất là nhiều luôn mà không? Rất là đẹp. Anh em qua lựa thoải mái lái thử vô tư, nơi giao lưu và trao đổi với bà con ha. Ở đây có thêm con bán tải Chevrolet Colorado số sàn máy dầu anh chị nha. Để cho anh em mình xe này là 330 triệu, cực kỳ mới và đẹp luôn. Đó, đời 2017 nhập Thái Lan, đăng kiểm lâu. Ở đây có con Cibac 2011 gia đình, 4 chỗ lên 5 chỗ, xe đẹp 75 triệu. Atis mình có một cặp 145 triệu bản G, ABS túi khí nha. Máy số gầm ngon 5 chỗ ngồi, sơn si đẹp, anh em mua về sẵn đi nha. Đó. Kế đây có con Ford Escape đời 2009 số tự động hai cầu anh chị nha, mình có Escape 209 và 207 luôn. Đó, Escape 209 này để cho anh em mình là 220 số tự động hai cầu, cực kỳ đẹp luôn anh chị nha. Camera màn hình đầy đủ hết rồi. Ở đây có con Toyota Hilux đó nè anh chị nha. Toyota Hilux sơn si còn rất là đẹp. Máy số gầm ngon, có cabin, có thùng phía sau luôn nè ha. Đó, rất là đẹp nha. 2009 số tự động hai cầu bản full anh chị nha. Hai cầu luôn nha anh chị nha. Đó, xe này để cho anh em mình là 290 triệu nha anh chị nha. Anh em là dễ thương bớt 5 triệu bình thường nha. Đó, ở đây có con i30 con cốc hatchback nè anh chị, hatchback hạng sang nha. i30 đời 2011 nhập Hàn Quốc. Xe này cửa sổ trời số tự động, chạy mới có 80.000 cây số nguyên zin nha. Để anh em mình là 285 triệu. Quá rẻ luôn, xe hatchback bên mình còn nhiều lắm. Mình còn Rio nè, mình còn i30, mình còn Ford Fiesta và Ford Focus ha. Audi mình đang đi, để anh em mình 490 luôn nè. Mình đang đi rất là đẹp, Audi A3 24, 100 cây chạy 5.5 xăng anh chị nha. Cực kỳ sang trọng luôn ha. A3, form dáng đẹp, thể thao chạy sướng, 1.8 cục bô đời mới 24 của Đức. Đó, nhập Hungary hả? Để anh em mình 490 thôi. Đó, Rio hatchback nè, cửa sổ trời nè anh chị, con cốc hatchback cửa sổ trời để cho anh em mình 298 triệu nè. Số tự động nguyên zin chạy 80.000 không lỗi nhỏ, cửa sổ trời nhập Hàn Quốc nè. Mâm phay rất là đẹp luôn nè. Soluto thì có khách chốt anh em, Soluto khách chốt rồi. Innova 165 triệu sơn si đẹp. 4 mâm 4 vỏ liền, máy số gầm ngon. Đó, có 165 triệu à. Innova giống vậy bên em nhiều lắm, anh em qua lựa nha. Kia Rio nữa nè, Rio sedan nữa nè anh chị, Rio sedan này giá cũng cực kỳ rẻ và hợp lý luôn nè. Xe này để cho anh em mình với tầm tiền là chỉ là 262 triệu. Kia Rio đó, cực kỳ hợp lý và yêu dấu luôn, 262 triệu gia đình nha anh chị nha. Xe gia đình đó, AOL gia đình đó là xe cọp lắm đó nè anh chị. Anh chị mình mua về sẵn đi nè, để cho anh chị em mình xe này 195 triệu bao xài bao chạy luôn nè. Cái nỉ riêng đẹp nữa nè. Civic mới về thêm một cặp nữa anh chị nha. Mình có một cặp Civic giống vậy luôn nè. Civic này thì để cho anh em mình với tầm tiền là 242 triệu nha. Thì em mới về một xe giống vậy luôn, để cho anh em mình là 250, vì xe đó là đời 2017, ở nhầm 2007, em này 2006. Hai xe đều là bản full cửa sổ trời nha anh chị nha, máy 2.0. Máy 2.0 tiết kiệm hơn máy 1.8 nha anh em nha. Anh em lưu ý nha, máy 2.0 là máy khác hoàn toàn cái máy 1.8 nha.
Và ở đây có một góc tìm và chia sẻ anh em mình, bữa hổm có khách cặp em xe này mà nhân viên bên em nó ghi có 4 số điện thoại ở 9 số điện thoại à, không đủ số cho nên là không có gọi được. Cho nên khách nào mà cặp chiếc xe này rồi, khách alo là giúp em qua bên nhân viên của em qua số là 0866 6789 71 nha, hoặc 0834 333 3371 nha. Anh em nào mà có cặp xe này thì liên hệ cho nhân viên giúp em cái, tại mà không cọc á ghi thiếu số điện thoại, anh em thông cảm nha. Cho nên là chưa có giao xe được. Rất là nhiều xe đang nằm ở đây nè anh chị ha. Tại chi nhánh số 1 Bến Tre, anh em gõ Google Thịnh Bến Tre ha, đi theo vị trí là tới rất là nhiều dòng xe nha. Anh em qua lựa chọn lái thử, chạy thử, vô tư giao lưu trao đổi với anh em mình mỗi ngày nha. Đó, rất là nhiều dòng xe luôn, anh em qua lựa nè. Xe này cũng có 155 triệu nữa nè anh em ha. 4 máy 1.2 nữa nè. Anh nhả với mấy anh em à ha. Đang quay MV cho nhạc. Accent đó nè anh em ha. Accent này mình mới vừa bảo dưỡng xong hết rồi nè. Anh em mua về sẵn đi nữa nè. 295 triệu anh em nha. Accent 2018 ha. Bắc 2018 luôn, 186 triệu nữa anh em nha. Bắc 2018 xe rất là đẹp anh chị nha, nguyên zin chạy 50.000 ha. Atis này quay rồi nè, 145 triệu bản G nè, đời 2001 anh chị nha, gia đình anh chị nha. Morning 125 triệu nữa nè anh chị. Morning 125 triệu đời 2008. Đó. Innova 2009 đó nè anh chị, hai túi khí ABS nè. Nè, xe đẹp nha. Xe này để anh em mình là 200 Anthony Móm ạ. Đóng vai sửa xe ha. Đúng, sửa sao hư luôn hết bán nha. Xe này là 220 anh em ha. Camry mình một cộng một cặp luôn nè anh chị. Camry này để cho anh em mình là 301 nè anh chị. Camry 2010 2007 nữa nè. Ford Fiesta hatchback đó nè anh chị, mà 230 triệu hatchback tự động nè. Xe rất là đẹp anh chị nha, anh chị mua về đi ngay nha. Ở Tiga thì khách cọc rồi đó, nhiều lắm anh em nha. Anh em qua lựa thoải mái, lái thử vô tư, nơi giao lưu và trao đổi với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Innova 2009 đẹp như thế này nè, hai túi khí ABS bản đủ, túp lô túp ly cực kỳ mới luôn, có 220 triệu à, trần nỉ rin luôn chị, hai dàn lạnh rin luôn nè. Đó, cờ lưu 201, bao hồ sơ số sàn nè. Số tự động thì bên mình có 2015, số sàn mình có 2011 và 2014. 2014 mình bán anh em mình 228, 2011 thì để anh em mình là 210. Đó, Focus nè, Focus nữa nè anh chị, hatchback hạng sang nữa nè, 240 nữa nè anh chị, số tự động nữa nè anh chị, phân khúc hạng C ha. Máy số gầm êm, Innova đen thì bên mình còn 3 xe anh em qua lựa nha. Đen là bản G 206 và 207, dao động từ 200 cho đến 220 ha. Rất là đẹp anh chị nha. Civic thì hôi quá trời luôn, 3-4 xe Civic là anh chị nha. Anh chị qua lựa nơi giao lưu và trao đổi với bà con nha. Đổi xe máy, đổi ô tô, đổi nhà, đổi đất thành phố Bến Tre. Đó, có cho nợ, có bán thiếu, laser cực kỳ đẹp đó nè anh chị. Đó, động cơ máy 1.8 bản đủ, có được trang bị túi khí nè. Xe này để cho anh em mình là 99 triệu. Máy gầm ngon, bảo hành máy móc chạy, anh em mình chạy nửa năm vô tư nha. Xe còn rất là mới và đẹp nha anh chị nha. Anh chị mua về sẵn đi nha. Dàn ghế, dàn túp lô, túp ly rất là ok. Đó, Camry nữa nè. Camry này để cho anh em mình chỉ có 165 triệu nên anh chị, GLI bản đủ, ABS túi khí luôn. Đó, quá trời luôn anh chị ơi, anh chị qua lựa ha. 165 triệu, Camry đầu đạn 202, ABS túi khí bản đủ. Đó. Qua lựa anh em ơi, rất là nhiều xe anh em ơi. Nơi giao lưu và trao đổi với bà con nha. Anh em thích xe nào cứ alo cho em, và anh em có xe bán thì cứ alo cho em qua số 0564717171 nha. Anh em đừng quên bấm follow kênh và fanpage YouTube em qua kênh là Thịnh Ô Tô Cũ Bến Tre. Cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau nha.